Hôm nay, ngày 15 tháng 2 năm 2023, thứ tư, tuần thứ sáu mùa thường niên. Trích sách sáng thế. Sau 40 ngày, Noe mở cửa sổ tàu mà thả một con quạ. Nó bay đi bay về cho đến khi nước trên mặt đất khô cạn thì mới không bay về nữa. Sau con quạ, ông cũng thả một con chim bồ câu để thử coi nước trên mặt đất đã cạn chưa. Nhưng nó không tìm được chỗ đậu nên trở về với ông trong tàu. Vì nước còn đầy khắp mặt đất, ông giơ tay bắt nó đem vào tàu. Chờ 7 ngày nữa, ông lại thả chim bồ câu ra khỏi tàu. Đến chiều, nó bay trở về, mỏ ngậm một cành ô liu xanh tươi. Vậy ông Noe hiểu rằng nước trên mặt đất đã khô cạn, nhưng ông còn đợi thêm 7 ngày nữa. Ông thả chim bồ câu ra và nó không trở về. Ngày thứ nhất, tháng thứ nhất, năm ông Noe được 601 tuổi thì nước trên mặt đất đã rút đi. Noe dỡ mui tàu và nhìn thấy mặt đất đã khô ráo. Noe dựng một bàn thờ tế lễ Chúa. Ông bắt các gia súc và chim chóc thanh sạch mà dâng làm của lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Thiên Chúa hưởng mùi thơm tho và nói: Từ nay trở đi, chẳng bao giờ vì cớ nhân loại mà ta chúc giữ trái đất nữa. Vì tâm tình và tư tưởng trong lòng con người đã nghiêng chiều về đàng trái từ niên thiếu, vậy ta sẽ không còn tiêu diệt mọi sinh vật như ta đã làm. Từ đây, bao lâu còn vũ trụ thì mùa gieo, mùa gặt, giá rét, nắng nôi, mùa hạ, mùa đông, đêm và ngày vẫn còn tiếp diễn. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ. Con lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho con? Con sẽ lành chiên cứu đồ và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thể dân Ngài, trước mặt Chúa thật là quý hóa, cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Jerusalem ơi. Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ. Alleluia, Alleluia, lạy Chúa xin hãy phán. Vì tôi tới Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù dắt ra khỏi làng. Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: Người có thấy gì không? Anh nhìn lên và trả lời: Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi. Chúa là đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: Ngươi hãy về nhà và nếu có vào làng thì đừng nói với ai. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Con đường của đức tin. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. Marco chương 8 câu 22. Suy niệm. Anh mù ở Bethsaida hẳn là rất mong muốn được sáng mắt, nhưng ước mong đó có lẽ đã không thành hiện thực nếu anh không được những người bạn dẫn tới gặp Đức Giêsu. Tiến trình được chữa lành của anh cũng trải qua nhiều giai đoạn. Thoạt tiên, khi anh được Chúa dắt ra khỏi làng,
nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh. Lúc ấy anh chỉ thấy lờ mờ. Rồi Chúa lại đặt tay trên anh lần nữa, và anh thấy tỏ tường mọi sự. Mời bạn, tiến trình sáng mắt của anh mù Bethsaida cũng là tiến trình đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta được dẫn đến gặp gỡ Ngài qua những trung gian, được cha mẹ bồng ẵm đến lãnh nhận bí tích rửa tội khi còn sơ sinh, hay qua lời giới thiệu của bạn bè, của người yêu, hoặc cũng có thể sau một biến cố trong cuộc đời. Bước khởi đầu đó khai mở cho chúng ta con mắt đức tin, nhưng lúc đó mới chỉ thấy mờ mờ. Mỗi người cần được Đức Kitô đặt tay lần nữa để trưởng thành trong đức tin với lời tuyên xưng của chính bản thân mình. Tiến trình này chỉ hoàn tất khi chúng ta hưởng kiến Chúa ở đời sau. Lúc chúng ta nhìn thấy tỏ tường mọi sự, người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Thứ nhất của Thánh Gioan, Tông đồ chương 3 câu 2. Mời bạn tự vấn: tôi có được đức tin cá vị của riêng mình chưa, hay vẫn còn là một đức tin thời thơ ấu, đức tin dựa vào người khác, vào đám đông? Sống lời Chúa, mỗi ngày hãy tìm gặp Chúa Giêsu bằng việc suy niệm lời Chúa, để lời Chúa hướng dẫn đời mình. Cầu nguyện: lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con hồng ân đức tin. Xin cho chúng con biết bồi đắp đức tin ấy để mỗi ngày chúng con càng kết hiệp thân tình với Chúa hơn. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Bài ca vạn vật. Một tác giả nọ đã tưởng tượng ra một cuộc gặp gỡ giữa một nhà trí thức bi quan với Thánh Francisco thành Assisi. Như thường lệ, mỗi lần gặp bất cứ ai, vị sứ giả của hòa bình thường cất lên bài ca vạn vật, chúc tụng đấng tối cao, Thiên Chúa toàn năng, vì anh mặt trời, vì chị mặt đất, vì anh lửa, anh gió, vì chị chết. Nhà trí thức bi quan lắng nghe hết bài ca vạn vật của vị sứ giả hòa bình, nước mắt lăn dài trên gò má của ông. Nhưng đây không phải là những giọt nước mắt của cảm động, mà là của căm tức thì đúng hơn. Không còn kềm hãm được cơn giận của mình nữa, nhà trí thức bi quan trút bỏ trên Thánh Francisco tất cả những sâu sục của ông, mà ông cũng cho là của không biết bao nhiêu kẻ vô tội khác trên trần gian. Ông nói với thánh nhân như sau: hỡi người anh em kỳ diệu, với cái nhìn đầy ánh sáng, người anh em ca tụng mặt trời, người anh em có bao giờ thấy người ta chết vì bị mặt trời thiêu đốt chưa? Người anh em có bao giờ thấy cả một sa mạc nắng cháy khô cằn chưa? Người anh em có thấy người ta chết vì hạn hán không? Người anh em ca tụng nước, người anh em có bao giờ chứng kiến cảnh lụt lội, màn trời chiếu đất chưa? Người anh em ca tụng mẹ đất, hẳn người anh em đã biết run sợ khi chứng kiến cảnh động đất, nhà cửa đổ nát, người người bị chôn vùi. Người anh em ca tụng lửa, người anh em có bao giờ chứng kiến cảnh núi lửa thiêu rụi núi rừng, cây cỏ và con người không? Người anh em ca tụng gió, người anh em có lẽ chưa bao giờ ra giữa khơi để chứng kiến cảnh chớ vớ của những người đi biển khi gặp cuồng phong. Hàng năm có biết bao nhiêu người chết vì gió bão, hàng năm có biết bao nhiêu người chết vì thiên tai. Nghe tất cả những lời tả oán ấy của người trí thức bi quan, vị sứ giả của hòa bình chỉ biết mỉm cười. Ngài gật đầu trả lời: phải, hỡi người anh em, ta nghe và biết tất cả những gì người anh em mới kể ra. Ta biết rằng tất cả những điều thiện hảo đều có thể trở thành xấu do sự sử dụng không đúng của con người. Đó là chân lý mà ai trong chúng ta cũng đều có thể cảm nghiệm được trong cuộc sống mỗi ngày. Nhưng điều ta muốn nói, đó là ngay từ những điều xấu, Thiên Chúa có thể biến thành khởi nguồn của những điều tốt đẹp hơn. Trong bài ca của ta, ta đã nhắc đến sự chết và tội lỗi là hai điều xấu xa nhất. Cái chết có thể trở thành nguồn ơn cứu thoát, tội lỗi cũng có thể trở thành khởi điểm của hồng ân. Thánh Phaolô hóa đã chẳng nói, nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó Thiên Chúa càng ban ơn dồi dào hơn. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng và đầu hàng trong việc thi ân cả.
tất cả những gì ta muốn nói lên trong bài ca vạn vật của ta, đó là mời gọi anh em hãy cố gắng nhìn thấy sự thiện trong mọi sự. Bài trích sách lại sống.